Uống trà gạo lứt có giảm cân không? Sự thật là uống trà gạo lứt không thể giúp bạn giảm cân được, kể cả bạn có uống đều hàng tháng. Nếu bạn ăn cơm gạo lứt thì đúng là có tác dụng giảm cân, bởi vì lớp cám bên ngoài của hạt gạo lứt giúp cho quá trình hấp thụ đường chậm lại, và các axit amin, chất xơ trong đó giúp bạn có cảm giác no lâu hơn, bớt cảm giác thèm ăn và sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, khi bạn hãm trà gạo lứt, thậm chí là trà gạo lứt đậu đen, thì không có gì ngoài một phần rất nhỏ chất gọi là anthocyanin làm cho nước có màu. Đó là một chất chống oxy hóa rất tốt, nhưng hoàn toàn không có tác dụng giảm cân. Việc uống trà gạo lứt cũng không khác gì việc uống nước đậu đen mà video trước Thuận có nói về nước đậu đen, bạn có thể xem lại nhé. Nếu bạn muốn kiểm soát cân nặng bằng gạo lứt, bạn có thể ăn cơm gạo lứt muối mè, hoặc đơn giản nhất là bạn sử dụng bữa ăn dinh dưỡng tối ưu Fukudan như Thuận. Nó có chứa gạo lứt huyết rồng nảy mầm và mười mấy loại hạt đã được chọn lọc cung cấp cân bằng đầy đủ các chất dinh dưỡng. Mỗi một ly dinh dưỡng như thế này chỉ có chứa có 100 calo thôi. Bên cạnh việc kiểm soát cân nặng thì bữa ăn dinh dưỡng tối ưu còn chứa Fucoidan này, curcumin này, đông trùng hạ thảo và những thành phần được coi là khắc tinh của bệnh ca ác tính, vừa giảm cân vừa bảo vệ được sức khỏe, phòng ngừa được bệnh và hỗ trợ điều trị bệnh ca, ngăn ngừa bệnh ca tái phát. Nếu bạn cũng muốn khỏe đẹp theo cách đơn giản này thì hãy nhắn tin hoặc để lại bình luận phía dưới video này, Thuận sẽ rất vui được hỗ trợ bạn. Bích Thuận cùng gia đình bạn khỏe đẹp mỗi ngày.